bão số 1 thì đang trong giai đoạn mạnh nhất và cường độ lúc 10 giờ sáng nay là cấp 12, giật cấp 15 và bão thì đang có xu hướng đi lệch lên phía bắc, một nửa hoàn lưu của bão thì ma sát với khu vực đất liền Trung Quốc cho nên cường độ trong những giờ tới sẽ giảm bớt. Dự báo là đến 10 giờ sáng mai khi mà bão di chuyển vào tới khu vực vùng biển Quảng Ninh Hải Phòng thì cường độ sẽ khoảng là cấp 10, giật cấp 12. Dù là giảm cấp khi mà đi gần vào đất liền nước ta thì nhưng đây vẫn là cấp gió mạnh và lâu rồi miền Bắc chưa xảy ra gió bão mạnh như vậy cho nên người dân không được chủ quan. Ngay từ chiều nay, phía bắc của Vịnh Bắc Bộ, bao gồm huyện đảo Bạch Long Vĩ và Cô Tô sẽ có gió mạnh dần lên là cấp 6 đến cấp 9. Vùng gần tâm bão có thể lên tới cấp 10, cấp 11, giật cấp 14, biển động dữ dội. Ngư dân khi mà đã đưa tàu về nơi neo đậu tránh trú, cần phải nhanh chóng di rời đến nơi an toàn, không ở lại trên tàu. Bà con cũng không được ở lại trên các lồng bè hay là tròi canh trên biển. Trên đất liền ven biển, khu vực từ Quảng Ninh trở xuống đến Nam Định. Từ sáng ngày mai, gió cũng sẽ mạnh dần lên là cấp 6 đến cấp 8. Vùng gần tâm bão là Quảng Ninh và Hải Phòng thì có thể mạnh lên mức là cấp 9 đến cấp 10, giật tới mức là cấp 13. Sức gió này có thể sẽ thổi bay mái nhà, thậm chí là làm sập những nhà không kiên cố. Bà con ở khu vực có thể chịu ảnh hưởng của bão cần phải hoàn tất việc trăng chống nhà cửa trong chiều nay và di tản đến nơi tránh trú an toàn. Đối với các khu vực sâu trong đất liền như là tại thủ đô Hà Nội thì từ sáng mai cũng có thể mưa to và gió mạnh do bão. Còn ngay trong chiều nay trời vẫn sẽ nắng nóng với nhiệt độ dự báo cao nhất là khoảng 37 độ. Với thành phố Hồ Chí Minh, ảnh hưởng của gió Tây Nam mạnh cho nên chiều nay sẽ có mưa to và nguy cơ có thể kèm cho cả rông lốc hay là sấm sét nguy hiểm. Về nhiệt độ, cao nhất dự báo sẽ khoảng là 32 độ. Vừa rồi đã là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Vâng thưa quý vị, để chuẩn bị cho công tác ứng phó với cơn bão số 1 năm nay, Tránh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng chống thiên tai cho biết các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Ninh Bình dự kiến sơ tán khoảng gần 30.000 người. Đồng thời, các địa phương cần tổ chức kiểm đếm, thông báo, hướng dẫn, kêu gọi tàu thuyền di chuyển vòng phòng tránh, thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm. Ngày hôm nay, các tỉnh Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định dự kiến là cấm biển từ 12 giờ trưa, còn Hải Phòng dự kiến cấm biển từ 21 giờ. Các địa phương khác tiếp tục theo dõi diễn biến của bão số 1 để xem xét quyết định phù hợp với tình hình thực tế. Và cũng do ảnh hưởng của bão số 1, một số cảng hàng không sẽ nằm trong khu vực chịu tác động của gió mạnh mưa lớn, đó là Vân Đồn, Quảng Ninh và Cát Bi Hải Phòng. Nội bài Hà Nội, ở Thọ Xuân, Thanh Hóa, để đảm bảo an toàn hoạt động bay người và tài sản tại các cảng hàng không, Sân bay Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các cơ quan đơn vị tổ chức trực 24 trên 24 thực hiện nghiêm quy trình ứng phó bão, áp thấp nhiệt đới trong hoạt động hàng không dân dụng, có phương án điều chỉnh kế hoạch bay hoặc thay đổi lịch bay cho phù hợp tại một số địa phương có ảnh hưởng trực tiếp của bão số 1 và đảm bảo tuyệt đối hoạt động bay.